về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô Thơ xin chào tất cả các con học sinh thân yêu của Việt Sách. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các con trong khóa học Tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta đang học ở tuần 23, bài học từ cuộc sống, bài 10, quả hồng của thỏ con. Cô nhắc lại tên bài đọc của chúng ta, bài đọc có tên Quả hồng của thỏ con. Bài tập đọc nằm ở trang 44, sách giáo khoa, tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Cô mời các con mở sách giáo khoa để chúng ta cùng với nhau học bài. Yêu cầu cần đạt của bài học ngày hôm nay, thứ nhất cần đọc đúng các từ khó, biết cách đọc bài, ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp, đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện thỏ hồng, quả hồng của thỏ con. Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc của các nhân vật, thỏ con và đàn chim trong câu chuyện qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. Thứ hai, hiểu được nội dung của bài tập đọc, có thái độ tích cực với việc học những bài học từ cuộc sống. Nhận biết được trình tự các sự việc, suy nghĩ và hành động của từng nhân vật cụ thể, hiểu được tình cảm, yêu thương chân thành mà các nhân vật đã dành cho nhau, hiểu bài học được gửi gắm qua câu chuyện. Nếu dành tình yêu thương, dành điều tốt đẹp cho người khác, chúng ta cũng sẽ nhận lại được những yêu thương cùng những điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ cùng với nhau bước vào phần khởi động nhé. Theo các con, Sóc sẽ làm thế nào trong tình huống dưới đây? Cả buổi sáng, Sóc mới kiếm được một hạt dẻ, vừa định thưởng thức món ngon đó thì Sóc nhìn thấy Nhím đang ủ rũ vì đói. Vậy nếu như các con là Sóc thì các con sẽ làm như thế nào? Sóc có thể sẽ chia sẻ hạt dẻ với Nhím, đúng không nào? Bởi vì Sóc thấy Nhím đang ủ rũ vì đói, hoặc là Sóc có thể ích kỷ, sẽ giấu hạt dẻ đi để ăn một mình. Vậy nếu như là các con thì các con sẽ lựa chọn làm gì? À, cô tin rằng các bạn chúng ta ở đây, các con sẽ lựa chọn đấy là sẻ chia hạt dẻ với bạn Nhím. Vì đấy là một hành động tốt, phải không nào? Trong nhiều trường hợp, các con cần phải biết nhường nhịn người khác. Cụ thể, khi các con đang đi ở cầu thang, có một bạn với vẻ mặt hớt hải, vội vã, xin vượt lên trước. Các con nên nhường đường cho bạn và vui vẻ nói, mình mời bạn đi trước. Hoặc là khi các con vừa ngồi vào xích đu, có một em bé tầm 4-5 tuổi muốn em nhường chỗ, thì các con có thể vui vẻ nhường xích đu cho em bé và nói, em cứ tự nhiên, anh chị ở gần đây, lúc nào ngồi xích đu cũng được. Hoặc là rất nhiều các trường hợp khác, khi nhường nhịn người khác, chính các con cũng thấy vui, mọi người thì thêm tin yêu các con, muốn đem lại cho các con những điều tốt đẹp. Trong cuộc sống, nếu chúng ta dành yêu thương, đem những việc làm tốt với người khác, chúng ta cũng sẽ nhận lại được những tình cảm yêu thương cùng những điều tốt đẹp. Câu chuyện quả hồng của thỏ con sau đây sẽ cho các con thấy rõ điều đó. Đây là bức tranh minh họa của bài tập đọc. Bức tranh đầu tiên là một chú thỏ đang chờ đợi quả hồng ở trên cây chín. Và bức tranh tiếp theo là chú thỏ và bầy chim. Bầy chim đã mang chú thỏ đến một nơi có một cây hồng với rất nhiều quả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đọc câu chuyện quả hồng của thỏ con để hiểu rõ hơn nội dung của câu chuyện cũng như nắm rõ được bức thông điệp mà bài học của chúng ta muốn gửi gắm. Chúng ta bước vào phần đọc bài. Cô đọc mẫu. Quả hồng của thỏ con. Thỏ con phát hiện ra cây hồng. Cây chỉ có một quả, quả lại còn xanh. Thỏ nghĩ, chờ hồng chín, mình sẽ thưởng thức vị ngọt lịm của nó. Hàng ngày, thỏ chăm chỉ tưới nước cho cây. Ít lâu sau, quả hồng ngả vàng, rồi đỏ. Thỏ kiên nhẫn đứng đợi quả rơi xuống vì nó không biết trèo cây. Vừa lúc đó, có đàn chim bay đến, định ăn quả hồng. Thỏ hốt hoảng kêu lên, hồng của tớ. Thấy vậy, đàn chim cầu khẩn,
cho chúng tớ ăn nhé, chúng tớ đói lạ rồi. Thỏ suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Đàn chim ríu rít mổ ăn quả hồng. Thỏ liếm môi, hỏi với lên. Hồng ngọt giống dưa hấu hay mật ong? Đàn chim ngạc nhiên. Cậu chưa ăn hồng bao giờ à? Thỏ đỏ mặt lắc đầu. Đàn chim ái ngại. Đúng ra chúng tớ không nên ăn hồng của cậu. Thỏ nói. Tớ ăn chỉ một mình tớ no bụng. Các cậu ăn thì cả đàn no bụng. Đàn chim xúc động, cảm ơn thỏ rồi bay đi. Vài ngày sau, thỏ đang ngồi nghỉ thì đàn chim lại bay đến. Chúng tớ tìm cậu mấy ngày nay. Này cậu, bên kia sườn núi có cây hồng đầy quả chín. Rồi đàn chim đưa thỏ đến chỗ cây hồng lúc liều quả. Chúng tíu tít mổ nhiều quả chín mọng xuống cho thỏ. Đúng là một cơn mưa hồng. Theo Hà Nhi. Các con chú ý luyện đọc các từ mà các con cảm thấy khó. Các con đọc đúng các tiếng dễ phát âm sai, ví dụ như thưởng thức, cầu khẩn, ríu rít, sườn núi, lúc liều. Cô mời các con đọc lại một số các từ ngữ đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đọc nối tiếp câu. Quả hồng của thỏ con. Thỏ con phát hiện ra cây hồng. Thỏ nghĩ, chờ hồng chín, mình sẽ thưởng thức vị ngọt lịm của nó. Ít lâu sau, quả hồng ngả vàng, rồi đỏ. Vừa lúc đó, có đàn chim bay đến, định ăn quả hồng. Hồng của tớ. Cho chúng tớ ăn nhé. Thỏ suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Thỏ liếm môi, hỏi với lên. Đàn chim ngạc nhiên. Thỏ đỏ mặt lắc đầu. Đúng ra, chúng tớ không nên ăn hồng của cậu. Tớ ăn chỉ một mình tớ no bụng. Đàn chim xúc động, cảm ơn thỏ rồi bay đi. Chúng tớ tìm cậu mấy ngày nay. Này cậu, bên kia sườn núi có cây hồng đầy quả chín. Chúng tíu tít mổ nhiều quả chín mọng xuống cho thỏ. Theo Hà Nhi. Cô giải nghĩa cho các con một số các từ khó hiểu trong bài. Cầu khẩn đấy là tha thiết xin người khác điều gì đó. Ở trong bài, đàn chim đã cầu khẩn thỏ được ăn quả hồng vì chúng rất đói, phải không nào? Đàn chim cầu khẩn có nghĩa là đàn chim tha thiết xin thỏ điều gì đó. Đói là đói đến mức không thể đứng lên được. Rất đói, phải không nào? Tíu tít là có vẻ bận rộn, tất bật. Tíu tít là vẻ bận rộn tất bật của nhiều người. Lúc liều, nói về chùm quả, đang sai trĩu xuống. Bây giờ cô mời các con tự đọc lại toàn bài tập đọc ngày hôm nay nhé.
Nội dung chính của bài đọc ngày hôm nay, bài đọc nói về sự nhường nhịn. Quả hồng của thỏ cho đàn chim đang đói và cuối cùng đàn chim đã đưa thỏ đến chỗ cây hồng khác sai chĩu quả. Qua đó ta thấy trong cuộc sống cần phải biết cho đi, cần phải biết chia sẻ. Nếu như chúng ta biết chia sẻ, biết dành những điều tốt đẹp cho người khác thì chúng ta cũng sẽ nhận lại được những yêu thương cùng những điều tốt đẹp phải không nào? Các con hãy đọc bài và trả lời cho cô câu hỏi: khi nhìn thấy hồng có quả xanh, thỏ đã nghĩ gì và làm gì? Khi nhìn thấy hồng có quả xanh, thỏ đã nghĩ: chờ hồng chín, mình sẽ thưởng thức vị ngọt lịm của nó. Hàng ngày thỏ chăm chỉ tưới nước cho cây. Chúng ta tìm được câu trả lời cho câu hỏi này ở ngay đoạn đầu tiên và cô tin rằng các con đều trả lời nhanh được câu hỏi này phải không nào? Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi thứ hai nhé. Chuyện gì xảy ra khi thỏ đứng đợi quả hồng rụng xuống? Đọc đoạn 2 và chúng ta tìm được câu trả lời: khi thỏ đứng đợi quả hồng rụng xuống thì có đàn chim bay đến định ăn quả hồng. Câu hỏi thứ 3, vì sao thỏ nhường quả hồng cho đàn chim? Vì sao lúc đầu thỏ hốt hoảng ngăn đàn chim ăn quả hồng, sau đó lại đồng ý các con nhỉ? Thỏ nhường quả hồng cho đàn chim bởi vì thỏ nghe đàn chim cầu khẩn rằng tất cả đều đang đói. Thỏ cho rằng nếu mình ăn quả hồng thì chỉ một mình no bụng, còn nếu đàn chim ăn quả hồng thì cả đàn sẽ no bụng. Thỏ nhường quả hồng cho đàn chim bởi vì biết rằng đàn chim đang đói và cầu khẩn xin quả hồng. Thỏ thương đàn chim đang đói bụng. Thỏ là người tốt phải không nào? Bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ tư, các con hãy kết hợp ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp với nội dung của bài đọc. Cột A gồm những ý như sau: đàn chim ngạc nhiên, đàn chim ái ngại, đàn chim xúc động. Cột B, khi thấy thỏ muốn cả đàn chim được no bụng, khi đã ăn mất quả hồng của thỏ, khi thấy thỏ chưa được ăn hồng bao giờ. Bây giờ các con hãy đọc lại bài và nối những ý phù hợp với nội dung của bài đọc nhé. Các con hãy xem nhanh lại đoạn thứ 3 của bài đọc, suy nghĩ để trả lời câu hỏi thứ 4 nhé. Đàn chim ngạc nhiên khi thấy thỏ chưa được ăn hồng bao giờ.
đàn chim xúc động khi đàn chim ái ngại khi đã ăn mất quả hồng của thỏ và đàn chim xúc động khi thấy thỏ muốn cả đàn chim được no bụng. Câu hỏi thứ 5, câu chuyện trên muốn nói với các con điều gì các con nhỉ? Câu chuyện trên muốn nói với các con rằng phải biết giúp đỡ mọi người xung quanh mình, trong cuộc sống cần biết cho đi, hãy vị tha, yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu biết yêu thương, giúp đỡ mọi người thì chúng ta sẽ nhận lại được những yêu thương và những điều tốt đẹp phải không nào? Cô hy vọng rằng các con đã nắm rõ nội dung chính của bài đọc ngày hôm nay. Chúng ta kết thúc bài 10 Quả hồng của thỏ con ở đây. Cô hy vọng rằng các con đã hiểu được nội dung chính của bài đọc ngày hôm nay, đó là nếu biết yêu thương giúp đỡ mọi người, chúng ta sẽ nhận lại được những yêu thương và những điều tốt đẹp. Vì vậy nên trong cuộc sống này, các con hãy giúp đỡ mọi người xung quanh và yêu thương những người xung quanh. Khi đó thì các con sẽ tự nhận lại được những may mắn, những yêu thương, những điều tốt đẹp từ người khác. Cô tin rằng các bạn nhỏ của cô cũng là những người tốt bụng, giống như bạn thỏ của chúng ta. Bây giờ, cô hẹn gặp lại các con trong những bài học phía sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.